Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chuyên mục Tâm thư tri ân, kết nối cảm xúc. Các bạn thân mến, chị vẫn còn nhớ có những vần thơ rất nổi tiếng như thế này. Có một nghề bụi phấn phủi đầy tay, người ta bảo là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất, nhưng lại để cho đời những đoá hoa thơm. Đó chính là nghề giáo viên. Và nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày hôm nay, chị sẽ là người đồng hành cùng với các bạn để lắng nghe bức tâm thư mà thầy cô đã gửi gắm đến các bạn học sinh trung học cơ sở, những cô cậu bé chuẩn bị hành trang bước vào một môi trường mới. Đừng quên là chương trình của chúng mình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối hàng tuần trên fanpage Học Văn Chị Hiên trung học cơ sở 6789. Và ngay bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe bức tâm thư này các bạn nhé. Các con yêu thương, khi đặt bút viết những dòng thư này cho các con, bỗng dưng trong tâm trí thầy cô xuất hiện hình ảnh của các con nhiều năm về trước. Sự rụt rè, ánh mắt ngơ ngác năm lớp 6, những giọt nước mắt chia tay bạn bè năm lớp 9, cảm giác lạ lạ, quen quen khi thay màu đồng phục mới. Chặng đường chúng ta đã đi qua cùng với nhau là phần đẹp nhất, là thanh xuân trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và vì chúng ta đã sống cùng nhau trọn vẹn niềm yêu thương, nên ngày chia tay, hãy để nụ cười ghi dấu thay những giọt nước mắt các con nhé. Trong giờ phút này, thầy cô bỗng muốn nói với các con thật nhiều điều, bởi đây là một thời khắc quan trọng và quý giá nhất mà các con đang có. Thầy cô còn được dặn dò các con nhiều như thế. Đầu tiên, thầy cô muốn nói về ba điều con cần ghi nhớ, ba điều con không được quên trong cuộc đời này. Điều thứ nhất, đó là con là một người bình thường. Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân, thay đổi thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường. Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân. Con không tự đặt ra cho mình những điều to tát mà bỏ đi bao nhiêu khoảnh khắc đáng trân quý mà một người bình thường cần trải nghiệm. Như ánh nắng lấp lánh sau cơn mưa, như nụ cười rạng rỡ của ai đó, như bữa tối quây quần bên ba mẹ, như một ngày mắt mẹ cười đã xuất hiện nếp nhăn. Con nhớ đừng quên điều này để con biết xây dựng cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt. Những cái nhỏ sẽ dần tích lũy theo tháng năm và tạo nên những cái lớn hơn. Kỳ tích không tự nhiên xuất hiện, nó là phần nổi của tảng băng trôi, mà phần chìm là bao nhiêu những nỗ lực, khó khăn, sau bao thất bại sai lầm ta phải trải qua cho một thành công nào đó. Hãy nhớ, con là một người bình thường, nhưng con là một người bình thường tử tế. Điều thứ hai, con phải luôn sống là chính mình. Khi sống là chính mình, con sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ luôn an vui, sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc. Sống là chính mình cũng giống như con bơi theo dòng chảy, nước sẽ nâng đỡ con. Sống khác với chính mình giống như con vật lộn với dòng nước ngược, vất vả và mệt nhọc. Lời bài hát Bông hoa duy nhất trên thế gian của người Nhật Bản có viết những dòng thế này: là bông hoa duy nhất có mặt trên thế gian này, mỗi chúng ta đều có hạt giống của riêng mình. Vì vậy, hãy cố gắng hết mình để những hạt giống nở rộ thành hoa. Những bông hoa dù lớn hay nhỏ, chúng không hề ganh đua xem hoa nào đẹp nhất. Tất cả đứng chung trong một cái lọ, xinh đẹp và kiêu hãnh biết bao. Bạn chẳng cần phải trở thành số một, bắt đầu với việc là chính mình, bạn đã là người đặc biệt. Hãy nhớ, luôn là chính mình, vì con luôn riêng biệt và có giá trị. Và điều cuối cùng, đó là con có thể sai. Ai trong chúng ta chẳng từng nghĩ sai, làm sai và quyết định sai? Ai trong chúng ta mà chẳng có những lúc nghĩ đến các từ giá như, nếu như, ước gì, biết thế? Nhưng chính những cái sai đó dạy ta về cái đúng. Cái sai giúp ta lớn lên, trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Vậy đó, đừng dằn vặt nếu con sai.
nếu con không làm điều không đúng. Nếu con làm điều không đúng, thay vì hướng tâm vào quá khứ và nhân lên nhiều lần cảm giác chán ngán thất vọng vì con đã sai, thì hãy học cách nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó và vượt lên nó. Tất nhiên, có cái sai không sửa được, chỉ có thể sửa bằng một cách buông bỏ nó ra khỏi tâm trí con để bù vào bằng một việc làm đúng đắn khác. Hãy nhớ, tuổi trẻ, con có thể làm sai để con trưởng thành. Còn rất nhiều điều thầy cô muốn nói cùng các con, nhưng biết nói bao nhiêu điều cho đủ. Mong các con hãy nhớ ba điều quý giá mà thầy cô trao gửi đến các con. Còn một điều nữa, điều quan trọng nhất, điều mà con đừng quên, cho dù sau này các con có là ai, có học ở đâu, có làm gì và trở thành người như thế nào, hãy nhớ điều ấy, đó là thầy cô yêu tất cả các con. Khởi đầu cho một chuyến đi xa, lối trường cũ thoảng hương cỏ mật, bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất, cả cuộc đời cô dõi bóng theo em. Các bạn thân mến, đây là một bức tâm thư rất là xúc động mà thầy cô muốn gửi gắm tới các bạn học sinh thân yêu của mình. Bản thân chị ở thời điểm hiện tại, đây cũng sẽ là những cái điều mà chị muốn gửi tới tất cả các bạn. Bởi vì bản thân chị cũng như tất cả team chị Hiên đều mong rằng là trong những hành trình tiếp theo của các em, ánh nắng, cầu vồng, những thứ ánh sáng đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Và dù cho đêm tối có bủa vây chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách nhất, thì cũng đừng sợ hãi. Hãy dùng lòng dũng cảm và sự kiên trì của mình để đối mặt các em nhé. Và như chị vẫn thường nói với các em, đó là dù như thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã lắng nghe chuyên mục Tâm thư tri ân kết nối cảm xúc. Sớm thôi, chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn ở trong một bức thư tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần tiếp theo của chương trình. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp nhé.